Ngày 24 tháng 11, Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại thông báo số 4389 ngày 6 tháng 6 năm 2022 của Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, tại cuộc họp ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh, dự báo kết quả các tiêu chí đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2022 và đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế yếu kém trong công tác cải cách hành chính của tỉnh. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh, chủ trì hội nghị. Năm 2022, Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh đã tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân theo kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại thông báo số 4389 ngày 6 tháng 6 năm 2022 của Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nhiều cơ quan đơn vị đã có những đề xuất về giải pháp mới, cách làm hay, sáng tạo, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong đó đã thực hiện được 4 giải pháp mới hiệu quả trong cải cách hành chính và phát triển kinh tế xã hội, đã cập nhật hoàn thiện quy định về vị trí việc làm của cơ quan tổ chức thuộc phạm vi quản lý, các tiêu chí đánh giá liên quan đến cải cách tài chính công và phát triển kinh tế xã hội đã được cải thiện đáng kể so với năm 2021, như mức độ thu hút đầu tư phát triển doanh nghiệp, tỷ lệ thu ngân sách của khu vực doanh nghiệp. Tuy nhiên, tỷ lệ giảm chi trực tiếp ngân sách cho đơn vị sự nghiệp so với năm 2021 chưa đạt chỉ tiêu. Trên trang thông tin điện tử của một số sở ngành địa phương còn công khai thủ tục hành chính đã bị bãi bỏ. Kết quả chỉ số cải cách hành chính của năm 2021 của tỉnh là 87,06 điểm. Dự báo chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của tỉnh là 79,94 điểm. Tỉnh Hòa Bình đang phấn đấu chỉ số cải cách hành chính năm 2022 đạt 82,14 điểm. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung giải trình, phân tích, làm rõ nguyên nhân và đề ra giải pháp các chỉ số thành phần chưa đạt và giảm điểm so với các năm trước. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh đề nghị các sở ngành căn cứ vào báo cáo đánh giá từng chỉ số thành phần để tiếp tục đưa ra những giải pháp khắc phục, cải thiện chỉ số cải cách hành chính. Cái này chung thôi. Liên quan đến cái 4.043 hồ sơ giải quyết quá hạn đấy. Thì cái này là nhiều nhất là Sở Tài nguyên, thứ hai là đến thành phố Hòa Bình, thứ ba liên quan đến Sở Giao thông Vận tải. Các ông chí nói là do phần mềm mà không phải do ấy à? Thì phần mềm thì anh Cường nói là khắc phục được cả rồi, nhưng mà anh kiểm tra lại xem khắc phục được chưa. Đấy là cái phần mềm thì Sở Giao thông đông, còn liên quan đến các cái sở ngành mà có cái thủ tục mà quá hạn nhiều ấy, các ông chí về kiểm tra lại ngay và phải xác định được cái nào là do lỗi chủ quan, cái nào là do lỗi phần mềm. Chủ quan là bao gồm cả cái quyền bấm nút cũng là chủ quan. Đấy, và Sở Lao Thương binh sở truyền thông thấy rằng cần phải tập huấn lại cho cán bộ làm trực tiếp thì các ông chí tổ chức tập huấn nhé. Chứ còn các cái sở ngành huyện nào có cái trong ấy, kể cả hai thủ tục, một số huyện nó có hai thủ tục thôi, không nhiều, thế nhưng mà các ông chí kiểm tra ngay xem lỗi chủ quan hay là phần mềm hay khách quan. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành, nhất là người đứng đầu phải có sự chỉ đạo quyết liệt, khẳng định vai trò trách nhiệm trong việc thực hiện các chỉ số cải cách hành chính và hiệu quả quản trị hành chính công. Đây cũng là điều kiện để góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới.